Vâng, thưa quý anh chị, các bạn đã trở lại với kênh của Xe 365. Ngày hôm nay thì tôi muốn mang tới cái giá xe Toyota Rush tháng 5 cho quý anh chị các bạn và chương trình khuyến mại đấy ạ. Như vậy thì quý anh chị cần bỏ bao nhiêu tiền này, thủ tục khuyến mại này, hay là thủ tục trả góp, tất tần tật về xe Toyota Rush, chiếc xe 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc Indo. Rồi, tôi sẽ đi nhanh thôi. Tôi vẫn cũng mong trước khi đi vào chi tiết thì quý vị các bạn hãy đăng ký kênh, như chia sẻ để biết nhiều thông tin về xe Toyota cũng như là tiếp thêm động lực cho xe 365 nhiều hơn. Trước mặt quý anh chị đây là một chiếc xe Rush phiên bản màu đen với giá là 633 triệu đồng. Xe 7 chỗ được nhập khẩu, bán ra thị trường duy nhất bảng S này. Với đầu tiên là giá khuyến mại, tuấn sẽ đi luôn 633 triệu quý khách hàng thì đâu đó khuyến mại rơi vào tổng là 30 triệu. Vào cái thời điểm tháng 5 năm 2021 này thì 633 chúng ta sẽ lăn bánh đâu đó tại thị trường Hà Nội. Nó chỉ còn kết hợp với giảm giá chỉ còn rơi khoảng 710 triệu là quý khách hàng đã sở hữu được Toyota Rush ạ. Một chiếc xe 7 chỗ đây, mọi người có thể ngắm lại cái ngoại thất của xe. Đó là về chương trình khuyến mại và lăn bánh khuyến mại đó tổng 30 triệu quý khách hàng nên lưu ý ạ. Bao gồm cả phụ kiện, cả bảo hiểm và cả tiền mặt rồi. Đó, tôi muốn nhắc lại cho quý vị gạn và lăn bánh tại Hà Nội thì đâu đó vào thời điểm tháng 5 này nó chỉ rơi vào khoảng là 710 triệu cho quý anh chị và các bạn. Một chiếc xe 7 chỗ mà chở được ví dụ gia đình đông người rất hợp lý. Và một chiếc xe nhập khẩu. Ở đây quý anh chị các bạn có thể là đi lại chi tiết về phần ngoại thất của xe. Đây là bên hông xe của khách hàng. Đây bộ mâm này, mâm 17 inch. Bên trên kính cũng được ốp mạng chrome với cái viền sáng bóng. Nhìn chiếc xe của chúng ta làm sao nổi bật hơn. Kèm theo cái thanh thể thao, những cái phía trên đã được trang bị sẵn rồi. Đó, màu đen xe thì có rất là nhiều màu cho quý anh chị thì lựa chọn. Với Toyota Rush đỏ sẫm, đỏ đậm này, bạc, trắng, nâu, đen, 7 màu cho quý anh chị lựa chọn của Toyota Rush, một dòng xe 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc. Và xe bên trong thì của chúng ta đã tích hợp được khá là nhiều đầy đủ, ví dụ màn hình DVD, các cảm biến đằng sau, camera lùi cho xe. Rất ngắn gọn thôi. Quý khách hàng một thông tin nữa là nếu mà muốn cần trả góp của xe thì quý khách hàng có thể mua thủ tục rất là đơn giản, bỏ ra 20% giá trị của xe khi mua Toyota Rush này rồi. Quý khách vị các bạn nếu mà nhìn tính như vậy thì chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 130 triệu thôi có thể sở hữu được dòng xe Toyota Rush được ạ. Tuấn chia sẻ rất những cái thông tin rất đơn giản thôi, nếu mọi người có thắc mắc ở cái điểm nào thì có thể lại comment phía dưới. Và phần đầu xe của chúng ta đèn nhé, Tuấn là đã được trang bị đèn full LED hết rồi, chiều xa chiều gần, đèn sương mù đã được trang bị rồi ạ. Phần đầu xe quý vị kiểm tra cảm nhận xem nó có phù hợp hay nó có đẹp với gia đình của anh quý anh chị hay không. Xe 7 chỗ của Toyota. Rồi, rất ngắn gọn vậy thôi, giá xe Toyota Rush trong tháng 5 năm 2021. Quý vị các bạn cần câu hỏi nào có thể để lại phần comment hoặc liên hệ với số hotline là 0961 973 116. Rồi cuối cùng chúc quý vị các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở một video tiếp theo.